ngày 19 tháng 5, hàng nghìn người dân tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với U23 Malaysia tại bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Kết quả hôm nay á, cho dù thắng hay bại cái bán kết này á, thì nói chung là cũng không sao. Tình yêu của người dân thành phố đối với đội tuyển U23 vẫn nồng cháy, vẫn như vậy, không thay đổi. Trải qua hơn 100 phút đấu, cơ hội mở ra cho đội tuyển Việt Nam khi nhận được cú đá phạt đền từ ngoài vùng cấm. Người thực hiện cú sút phạt là Hùng Dũng đã câu bóng vào khung thành đội bạn, tạo điều kiện cho Tiến Linh bật cao hơn cả thủ môn đội bạn, đánh đầu để đưa bóng vào lưới và giành tấm vé vào chung kết cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam và U23 Thái đã giành quyền vào chung kết tranh huy chương vàng lúc 19 giờ ngày 22 tháng 5. U23 Malaysia và U23 Indonesia sẽ tranh tấm huy chương đồng vào lúc 16 giờ cùng ngày. Cả hai trận đấu cuối cùng đều sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với chiến thắng vào tối ngày 19 tháng 5, người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đạt tấm huy chương vàng trên sân nhà.